Bảo Hoàng xin chào cô chú anh chị, xin chào tất cả mọi người đang dõi theo video trên kênh Nhà đất Bảo Hoàng. Vâng, trở lại với một video trong buổi chiều tối hôm nay. Bảo Hoàng xin được gửi tới cho cả nhà mình với một bất động sản góc hai mặt tiền, diện tích rất là lớn, vị trí rất là đẹp. Với diện tích mặt tiền ở phía trước có chiều dài lên tới 35m và một mặt tiền còn lại là 18m. Vị trí hai mặt tiền ngay ngã tư. Với nhiều kiosk đang cho thuê ở đây. Mặt tiền 35m là một diện tích rất là đẹp. Và như Bảo Hoàng đã chia sẻ, với một lô góc hai mặt tiền. Và đây là mặt tiền chính thưa quý chị. Với mặt tiền này có chiều ngang lên tới 35m, được tính ngay từ vị trí này. Một kiosk, hai kiosk, ba kiosk, bốn kiosk, năm kiosk, sáu kiosk, bảy kiosk và kiosk góc là 8 kiosk thưa quý chị. Với mặt tiền rất là dài. 35m. Đấy, có nhiều kiosk đang cho thuê với trục đường lớn ở phía trước và vỉa hè hành lang mỗi bên cũng rất là rộng. Vị trí hành lang Bảo Hoàng đang đứng ở đây đối diện nhà mình thì có chiều ngang lên tới là 6m. Và bên kia cũng vậy thưa quý chị, hành lang bên phía phía trước phần đất cũng lên tới 6m. Đường rất là rộng và hành lang cũng rất là rộng thưa quý chị. Với trục đường phía trước mặt tiền dần ra hai hướng chính, hai trục đường lớn trong khu vực, đó là trục đường quốc lộ 13 để về lại với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và thành phố Thủ Dầu Một. Và hướng ngược lại, chúng ta sẽ chuyển về lại với đường Mỹ Phước Tân Vạn, đường DT743 và quốc lộ 1K. Vị trí này rất là trung tâm, gần với những thành phố lớn trong khu vực của tỉnh Bình Dương. Giáp ranh giữa 4 thành phố lớn ở đây có thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An, ngay vị trí Bảo Hoàng đang đứng ở đây. Từ vị trí đất này thì chúng ta về lại với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 22 cây để về lại với sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông, trục đường Phạm Văn Đồng. Còn về lại với thành phố Thủ Đức thì khoảng tầm 12 km, còn quận 12 Hóc Môn thì khoảng tầm 17 km thưa quý anh chị. Một vị trí rất là trung tâm, tiếp giáp giữa các thành phố lớn trong khu vực và là trục đường chính buôn bán kinh doanh đang ngành nghề. Còn hiện tại thì đã có hệ thống một dãy các kiosk đang cho thuê ở đây với 8 kiosk thưa quý anh chị. Với mặt tiền còn lại thì có chiều ngang là 18m thưa quý anh chị, được tính ngay từ vị trí cây này, vị trí có một cây cổ thụ lớn ở đây thưa quý anh chị, cho đến vị trí góc là 18m và kiosk góc đang kinh doanh thức tây cả nhà mình đang thấy ở đây. Còn hai trục đường này đều là những trục đường thông ra khu vực chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và hướng về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là hướng về quốc lộ 13 theo hướng về lại với thành phố Thủ Dầu Một và các tỉnh thành Tây Nguyên. Vị trí rất là đẹp, trục đường lớn, đường thông và vỉa hè hành lang rất là rộng. Và đây thưa quý anh chị, diện tích đất được tính từ ngay vị trí góc này cho đến đằng kia là 18m. Và hiện tại thì bên trong một số công trình được đang được xây dựng thưa quý anh chị. Đấy, quý anh chị chúng ta đang thấy ở trên màn hình ở đây, đó là những công trình đang được xây dựng ở bên trong. Còn đây là mặt tiền còn lại của lô góc mình. Đấy, hành lang vỉa hè rất là rộng, 6m tính từ ngay mép đường đấy vào đến khu vực phần đất được công nhận. Đây đất thuộc hoàn toàn 100% thưa quý anh chị. Với chiều ngang một mặt tiền là 35m và một mặt tiền là 18m, đất thuộc hoàn toàn hai mặt tiền. Và đối diện thì chúng ta đang thấy ở trên màn hình ở đây có một quán pizza rất là lớn ở đây thưa quý anh chị. Đấy, vị trí này thì dân cư đông và nhu cầu vui chơi giải trí cũng rất là lớn. Bao quanh là những khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương. Đấy, khu chế xuất Nam Việt, khu công nghiệp Hòa Lân, khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Hương. Còn đây là những kiosk, đây là những kiosk các quý anh chị, những kiosk của mình. Đấy, với 8 kiosk như Bảo Hoàng vừa chia sẻ đến quý anh chị. Mặt tiền hướng này sẽ có diện tích ngang lên tới là 35m. Có 8 kiosk. Đối diện cũng là những dãy kiosk đang cho thuê kinh doanh rất là sung ở đây. Đấy, xe tải, xe lớn, xe nhỏ có thể thoải mái ra vào trên trục đường này, vị trí ngay ngã tư này. Quá đẹp thưa quý anh chị. Vâng thưa quý anh chị, một bất động sản có diện tích rất là lớn với hai mặt tiền, một mặt tiền 35m và một mặt tiền là 18m, có 8 kiosk đang cho thuê
Và hiện tại bất động sản này đang được chủ nhà chào bán là 26 tỷ. Mức giá này thì còn thương lượng mạnh với chủ nhà quý anh chị ha. Quý anh chị quan tâm đến bất động sản này, vui lòng liên hệ trực tiếp cho Bảo Hoàng hoặc inbox tại phần bình luận của video để biết đầy đủ các thông tin về pháp lý cũng như là mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị các nhà đầu tư. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những sản phẩm, những video lần sau. Vâng, xin chào.